Tưởng hai vợ chồng bán ai dè là anh thuê một em gái sinh viên đúng không ạ? Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Tối hôm nay bây giờ là 7 giờ tối nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Đỗ Xuân Hợp nha. Hôm nay ngang qua đây thì dọc cái con đường Đỗ Xuân Hợp này thì khá là nhiều món các bạn ạ. Nói chung là rất là nhiều món, và hiện tại bây giờ thì Kiên thấy một số món hấp dẫn qua chia sẻ với các bạn. Ở đây có một cái xe cháo lòng nhìn khá là đơn giản thôi nhưng mà khách rất là đông. Đó, ở đây có nem cuốn Bình Định. Đó, bây giờ Kiên sẽ mời quý vị các bạn đi khám phá những cái món ngon ở đây nhá. Xung quanh đây rất là nhiều món, ở đây có cơm tấm nữa này. Rồi, mời quý vị nhá. Đây các bạn, ở đây thì mình thấy rất là nhiều món, nhưng mà cái đặc biệt là cái xe cháo lòng ở đây này nhìn rất là đơn giản nhưng mà các bạn rất là đông khách các bạn này. Đó, cháo lòng á heo ở đây đa số bán cho các bạn sinh viên. Nói chung là cái con đường này ở đây bán cho các bạn sinh viên rất là nhiều món luôn. Cơm tấm rồi bên kia có món nem nướng, sinh viên ở đây ăn rất là đông con. Đó, đây có cháo lòng á heo. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong ha. Đây các bạn thấy là cái xe cháo lòng phải nói là cực kỳ hấp dẫn ha. Tuy là bán vỉa hè nhưng mà rất là nhiều món luôn á. Đó, bây giờ chúng ta sẽ gặp anh chủ xíu ha. Đó, đây anh chủ này. Em chào anh. Hello. Cái nồi cháo lòng của mình nấu bằng nồi gang đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thường thường em thấy là nấu bằng nồi gang này ăn nó sẽ ngon hơn là mình nấu bằng cái gọi là cái nồi nhôm đúng không? Nồi gang này thì mình nấu thì nó cái độ sánh của nó vẫn ngon hơn là cháo nồi nhôm. Đúng rồi, ở nhà là nó lại không bị khét cháo. Dạ. Thường thường ở nhà em hay ví dụ nấu cơm bằng nồi gang á, dạ, bao giờ ăn cũng ngon hơn bằng cái nồi rồi, thường. Nồi cơm điện ai không ngon bằng nồi gang này đâu. Đặt ở ngoài Bắc Kỳ Vô. À, cái này có Bắc Kỳ Vô. Dạ. Anh tên gì anh nhỉ? Tên Ngọc. À, anh Ngọc bán cháo lòng ở đây lâu chưa anh Ngọc? Em bán đây thì cũng được gần 1 năm rồi. Gần 1 năm rồi. Mà đây là em mới mở thêm, em có 2 chi nhánh. À. Một cái ở gần đây nữa. Dạ. 2 chi nhánh rồi. Vâng. Vậy còn là nếu đây mà làm nghề này thì em làm lâu rồi, 20 năm nay rồi. 20 năm rồi. Nhà chú của em rồi ba em là mỗi người một quán, 5 quán. À, 5 quán cháo lòng luôn. 5 quán cháo lòng luôn. Vậy là đây mình bán từ mấy giờ anh nhỉ? Em bán đây thì từ 5 giờ cho tới 12 giờ đêm. À, 5 giờ cho tới 12 giờ đêm. Vâng. À, ở đây em thấy là đa số là các bạn sinh viên ăn nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. À. Ở đây gần trường Đại học Văn hóa. Đại học Văn hóa bên này. Khu này nó sầm uất đông. Dạ. Vậy là một tháng có nghỉ ngày nào không anh Ngọc? Dạ không, em thì ngày nào không bán. À. Dạ chị ăn gì ạ? Một bịch mang về ạ? À. Đấy các bạn là cháo lòng cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó, bên này là cháo lòng nóng hổi vừa thổi vừa ăn các bạn. Trên này có những gì nhỉ anh Ngọc nhỉ? Dạ, trên này thì có đầy đủ mọi thứ. À. Như có má heo luộc, má heo nướng. Dạ. Rồi tim, phèo, trứng lòng, bao tử. Cái dồi này là nhà mình làm theo kiểu dạ, Bắc hay là dạ, Việt Nam cái, anh? Cái dồi này mình tự làm ấy. À, nhưng mà hương vị là hương vị hương vị Bắc ấy. Bắc. À, em thấy là thơm, em thấy là thơm mùi Bắc. Thơm hương vị miền Bắc. Đó, cái nồi cháo phải nói là rất là thơm các bạn ạ. Một phần như vậy là nhà anh Ngọc bán bao nhiêu? Dạ, em bán bình dân 25.000 tô ạ. À, 25.000 một, dạ, một tô cho các bạn sinh viên ăn ha. Đây, đây ai mà ăn đặc biệt thì mình làm đặc biệt. Đây, cái nồi cháo sôi lúc nào cũng sôi sục sục các bạn. Anh nấu bằng cái nồi gang này rất là dày các bạn ạ. Cháo thơm ạ, cháo huyết thơm ạ. Xe cháo lòng rất là đơn giản nhưng mà khách phải nói là cực kỳ đông các bạn. Này, khách ngồi này. Đó, các bạn thấy không? Khách ngồi là đông kín luôn á. Hai vợ chồng bán cháo lòng. Đấy, một tô là đầy đủ này đúng không anh Ngọc? Đầy đủ hết. À, đầy đủ. Nhìn bên ngoài rất là đơn giản nhưng mà bên trong vô trong thì thấy là nồi cháo phải nói là rất là hấp dẫn. Anh Ngọc là quê ở đâu anh Ngọc? Dạ, em ở Hải Dương anh. À, Hải Dương. Dạ. À.
Đấy, các bạn thấy là cái tô cháo không? Phần này là 25.000 ha. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Anh ơi, hai cháu lọc hai má một giá hết về. Ở trong này là có rau thơm ha. Dạ. Rau quế, quế rồi, ngò gai, rau răm, giá ăn kèm. Trên này có bao tử này, tim này, bún họng này, rồi phèo này, má heo này. Rồi có đặc biệt là cái dồi ở đây. Dồi này là dồi Bắc các bạn. Bún họng. Bây giờ khách đông là anh chị làm không kịp. Má heo bao nhiêu một cái anh? Dạ, má heo em bán 50. À 50.000 một cái này các bạn này. Cái này là má dưới này. Cái này má trên này. Đó, 50.000 một cái. Lấy nước mắm xả đây nhá. Hai vợ chồng bán là liên tục luôn. Đây này là có nước mắm chấm. Đó, các khách ăn thì ngồi bàn ghế thì có bàn ghế nhựa. Ở đây ngoài mình ăn cháo lòng thì mình ăn ở đây này, cô bên này là cô bán nem nướng Bình Định các bạn. Cháo lòng nem nướng là ngồi chung hết á. Đây có hai chị đang xếp hàng mua này. Cháo lòng Anh Ngọc. Ở đây là cháo lòng Vị Bắc. Cháo lòng Vị Bắc anh ha. Đây là cũng là mấy chi nhánh rồi. À, em là 5 quán rồi. 5 quán rồi. Ồ. Thế là gia đình làm hả? Anh em làm hết. Này là ma dưới nhiều thịt ha. Vâng, ma dưới thịt lạc ngon. Đó, có đầu hành luôn. Để chụp nóng cho khách. Nóng cho khách. Một máy nước, một dĩa lông, hai người ăn một cháo nhỏ nha anh. Rồi em. Đây anh làm rất là sạch sẽ các bạn. Là bao tay bao chiếc đàng hoàng, làm sạch sẽ. Tuy là bán bình dân nhưng mà sạch sẽ ha. Dạ, đúng rồi. Mình bán đây phải sạch sẽ, món này là cần sạch sẽ. Dạ. Ăn uống. Anh làm xong đi, làm mang về nha. Nồi cháo bằng gang, gọi là Sài Gòn ít có nồi cháo nấu bằng gang này, hiếm. Hầu như là nấu nồi nhôm không? Nấu nồi nhôm không? Nồi cháo sánh ngon lắm. Như kiểu là mình nấu ở quê, nhà, ngoài Bắc. Ủa chị áo hồng? Ở đây xung quanh đây thì nhạc nó hơi có to các bạn, nếu mà có ồn thì các bạn thông cảm nhé. Nhạc nó to quá. Đây là cái khu sầm uất, đây là mở nhạc đủ các kiểu thể loại. Này là Ngọc bán mang về các bạn. Đó, đây là bà xã anh đúng không? Dạ không, cái này là sinh viên. À sinh viên à, thuê sinh viên làm à? Tưởng dạ. Là hai vợ chồng bán chứ. Thế là anh có gia đình chưa? Dạ em chưa anh. À chưa à? À. Cũng đang kiếm đang kiếm mối à? À. Tưởng hai vợ chồng bán chứ ai dè là anh thuê một em gái sinh viên đúng không ạ? Dạ. Nó mà thôi thuê xong rồi phụ bán luôn.
Thế em gái sinh viên bán quá giỏi. Cái nướng một dĩa lòng 20 với một cháo nhỏ nha. Cái này là anh tự làm hết hả? Vâng, cái này là tự làm hết. À. Làm này cực lắm đi. Dạ. Không chuẩn bị là cực lắm. Làm đúng hương vị bác ăn nó ngon. Dạ. Đấy, cho đầy đủ hết cuống họng rồi có phèo, tim gan rồi là tự làm đầy đủ hết. Tuy là bán sinh viên nhưng mà chất lượng. Đấy, đa số là các bạn sinh viên này. Em gái này là anh Ngọc anh thuê các bạn. Em gái đang là sinh viên ở gần đây. Anh Ngọc còn thiếu nhân viên không anh Ngọc? Dạ. Anh còn thiếu nhân viên không để em đang ra? Đang tuyển thêm đây. À? Để em ra em phụ bán với anh. Bán này cái món này là làm thêm xị nữa là mới hợp lý. Dạ. Nhưng mà đây là đa số là bán ăn nhiều, các em sinh viên ăn thôi chứ còn. Dạ. Không có nhậu. Ăn một cháo lòng riêng nữa nha. Dĩa này bao nhiêu anh Ngọc nhỉ? Dạ, dĩa này là 80.000. 80.000. Dạ, cả cháo nữa, hai cháo nữa là 100.000. Hai cháo nữa là 100.000. À, và hai bạn sinh viên ăn. À, đây có má heo nướng luôn này. Dạ, có má heo nướng luôn. À. Má heo nướng này cũng 50 đấy anh Ngọc nhỉ? Dạ. Đây có cái lò vi sóng nướng má heo nướng muối ớt các bạn. Nhiều món quá. Thật lắm. Tiết lộ các bạn, anh Ngọc chia sẻ là chưa có người yêu nha. Bạn nào muốn đến đây phụ bán cháo lòng thì đến nha. Cái nồi này làm cho nóng cho khách ăn. Cháo lòng vỉa hè. Cái đường trước này là cái mình thuê đường trước này buổi dạ, tối rồi, đúng không anh? Thuê buổi tối. Thuê buổi tối. Mặt tiền này mà thuê được cái mặt tiền này là hơi mắc á. Hơi mắc á. Một tô cháo không rồi. Dạ, cháo không nhỏ nha anh. Yeah.
Rồi. Anh Ngọc này đang còn độc thân nha các bạn. Đang trẻ mà rất là gọi là giỏi luôn á. Mở ra là 4 chi nhánh cháo lòng rồi. Thì mấy bạn sinh viên bán, em gái sinh viên bán vừa dọn luôn, vừa ấy làm rất là sạch sẽ gọn gàng. Ở đây cái khu này là khu làng đại học các bạn sinh viên ăn nhiều, bán này đang bán đa số cho các bạn sinh viên thôi các bạn. Bán cháo bình dân dành cho sinh viên nhưng mà làm rất là sạch sẽ và ngon quá. Đồ đây mình thấy là anh Ngọc lấy là đồ tươi ngon đúng không ạ? À, cái này em lấy là Bích Xăng đây. À, Bích Xăng luôn, hàng công ty luôn không? Công ty luôn, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Lòng đấy về chia cặp 50 nhá. 50 kèm ít thẻo rồi nhá. Rồi. Trời. Đây là mình có một người phụ thôi anh Ngọc. Dạ, có một người phụ. À. Bây giờ lấy vợ đi thôi. Thế vợ đi là tuyển thêm, tuyển thêm nhân lực bán, khách đông quá mà. Đấy, hết nồi là anh lại cho thêm vào các bạn. Tối là hết hai nồi này là nghỉ. Hai nồi, tầm hai nồi. Rồi, đẩy đi. Đây bây giờ mình sẽ nhờ anh Ngọc làm cho mình đĩa lòng để tôi cháo các bạn. Bây giờ cũng đói bụng rồi, 7 giờ rồi. Lâu lâu đi ăn cháo lòng sinh viên. Cháo lòng vỉa hè Sài Gòn rất là ngon. Đây, mời quý vị và các bạn ăn cháo lòng vỉa hè Sài Gòn nhé. Mình gọi một tô cháo không này với lại một đĩa lòng các bạn. Ở đây có rau thơm này, có nước mắm này. Cái này có sả này này. Sả này thì mình bỏ vô nước mắm, mình chấm cho nó thơm.
Sáu Lòng Vỉa Hè. Rồi cảm ơn em. Đây kênh khoảng một đĩa lòng này. Đĩa lòng này là 50 ngàn này các bạn ạ. Nhưng mà cái này anh Ngọc có trụng cho mình, nó hơi hơi để trong nước nóng nó hơi lâu á, nên là nó bị hơi đát nát xíu, nhưng mà không sao, vẫn ngon bình thường. Rồi mời các bạn nha. Đây ăn thử cái miếng dồi này các bạn ạ. Dồi. Rồi làm rất là thơm. Rồi rất là thơm các bạn. Nhưng mà cháo lòng là vỉa hè, nhưng mà làm rất là sạch sẽ. Đây ăn thử cái miếng này là bao tử. Nói chung là đồ lòng tươi ngon các bạn, rất là tươi, ăn nó giòn thơm. Cái mắm vừa ăn đây khu gần đại học văn hóa này là sinh viên ra đây rất đông, ngồi lại kín chỗ luôn, bán cơm tấm rồi bán nem nướng Bình Định, có cháo lòng là gọi là kín chỗ luôn. Đây giờ mình ăn thử cháo nha. Đây quý vị, cháo này, cháo vỉa hè buổi tối ở Sài Gòn các bạn, mời quý vị các bạn nhé. Ăn tô cháo này, cháo thì thấy là sánh sánh, nó không có bị loãng quá, cũng không có đặc quá các bạn. Chánh này vừa ăn này. Đây có chanh ớt luôn, mình ăn thì mình cho thêm. Ở đây địa chỉ là số 274 đường Đỗ Xuân Hợp. Bên này là phường Tăng Nhân Phú. Tăng Nhật Phú B, phần 9 cũ các bạn, này là thành phố Thủ Đức nhé. 274. Ăn thử cái phần phèo nhé. Phèo ăn nó... nói chung là làm sạch sẽ, không có bị hôi. Ăn thêm dầu, dầu thơm. Tối làm tô cháo này ấm bụng các bạn. Ớt này là nước mắm chấm nó rất là cay. Cái bao tử này nó giòn lắm này. Nói chung là vỉa hè mà kiếm được cái quán cháo lòng ngon như thế này cũng, cũng nói chung là khu vực quận 9 này thì cũng nhiều các bạn.
nóng mà. Nóng ăn nó ngon. Cháo nêm nếm nhất là vừa ăn luôn. Trong này có huyết nữa. Đĩa lòng này 50.000 là tao ăn. Đi dồi này á, đang hơi ít lá. Nhưng mà nhiều lá xương sông nữa là thơm hơn. Ít lá xương sông quá. Nó nhiều hết nhưng mà nói chung là vỉa hè mà bán cho sinh viên giá như vậy, đồ như vậy cũng là chất lượng rồi các bạn. Không có đó, không thể đòi hỏi thêm được. Rồi là ngon. Ăn thơm, hơi bị cuốn luôn. Lâu lâu ăn vỉa hè nhưng mà ngon là còn hơn trong quán này chứ. Hơn trong nhà hàng. Ăn hết đĩa lòng này no các bạn. Cháo lòng vỉa hè ngon quên lối về. Ăn kèm với rau thơm. Cháo rất là ngon. Để có tiêu mình có thể cho thêm tí tiêu đó. Ăn đang mà bị mệt mệt đó, cảm á, giải cảm liền. Nhiều quán sang trọng nhưng mà không được cái hương vị cháo như vậy đâu. Nấu cháo bằng than á, ninh lúc nào nó cũng nóng, nó cũng sôi hết cả. Tối này quá trời mệt. Lâu lâu đi quay xa trung tâm để các bạn có cái gọi là cái một cái đó gì đó nó mới mẻ chiếu. Trên ăn gần hết giá lòng. Rồi giờ bây giờ nhạc cũng hơi to rồi các bạn. Mình cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau nhé.